Trên tinh thần ẩm thủy tri nguyên của đạo Phật thì từ năm 1956 sau khi thành lập Ni Bộ thì sư trưởng Như Thanh cùng với quý sư bà đã quyết định chọn ngày mùng 8 tháng 2 tổ chức lễ tưởng niệm Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và Chư Tiền Bối Ni Phật giáo Việt Nam tại chùa Từ Nghiêm. Cho đến năm 2009 thì phân ban ni giới được ra mắt lần đầu tiên, thì phân ban ni giới trung ương đến hội đồng trị sự để đệ trình xin phép quý ngài ở hội đồng trị sự để cho phân ban ni giới trung ương được tổ chức đại lễ tưởng niệm Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư trưởng lão tiền bối ni Phật giáo Việt Nam tại các tỉnh thành luân lưu. Thì từ năm 1909 đó, thì sau đó ổn định thì lần đầu tiên được tổ chức tại Ni Viện Tiện Hòa Bà Rịa Vũng Tàu, sau đó tới Bến Tre, tới Thừa Thiên Huế, tới Bình Dương, tới Đồng Nai và Tiền Giang đăng cai năm 2019. Để tổ chức đại lễ thì nhằm giới thiệu với đoàn thể ni giới biết rõ được cái ân đức của tổ đã dày công khai sáng cái con đường cho ni giới đi xuất gia và biết được cái công ơn của các bậc trưởng lão tiền bối ni đã ra sức đào tạo giáo dưỡng hệ thống ni đoàn cho tới giờ này. Riêng ở Tiền Giang thì từ năm 1946 thì sư bà Liễu Tánh đã lần đầu tiên đặt một viên đá tại chùa Phật Bổn Ni, là ngôi chùa ni đầu tiên. Thì cho tới giờ này tại Tiền Giang có tất cả là 192 ngôi tự viện của ni và được 500 vị xuất gia được tu học theo hệ thống đào tạo của giáo hội và đưa đi trụ trì các nơi. Thì do đó thì riêng tại Tiền Giang năm nay á thì phân ban ni giới tỉnh nhà đăng cai tổ chức, thì với cái trách nhiệm của trưởng phân ban ni giới tỉnh nhà và bản thân chúng tôi cũng là ủy viên của phân ban ni giới trung ương trong nhiều nhiệm kỳ, cho nên cái tâm huyết để tổ chức lễ tưởng niệm lan tỏa trong giới trẻ để cho các vị hiểu và cái việc nuôi dưỡng cái tâm huyết của mình để mình kế thừa sự nghiệp của tổ của các bậc thầy để làm cho chánh pháp được truyền lưu, với cái công đức mà của các vị tổ như thế thì mình làm sao để cho đoàn thể ni giới luôn luôn được tỏa sáng trong công tác tổ chức. Thì cho tới giờ này, từ khi nhận luân lưu cho tới bây giờ thì bắt đầu lo lắng ở nhiều mặt. Hiện bây giờ thì cuốn nội sang đã sắp sửa hoàn chỉnh, trong cái khâu tổ chức thì nó gồm có 28 ban, giờ này các ban cũng đều đi vào nề nếp và ngay ngày hôm nay là tình nguyện viên 250 vị đang được tập huấn tại bên giảng đường. Thì 250 tình nguyện viên này sẽ tỏa ra cho 28 ban để phục vụ. Rất mong rằng cái đại lễ này sẽ thành công và chu đáo. Thì trên tinh thần đó là như thế, trong quá trình tổ chức thì chắc không sao tránh được những sơ suất. Trong cái niềm vui lớn thì cũng có một chút xíu không có được trọn vẹn lắm á, là cái việc mà để quảng bá cái tinh thần đại lễ đó nó không được rộng ở trong cộng đồng, nó không được rộng lớn ở trong cộng đồng, đó là điều đáng đáng tiếc. Nhưng mà những cái khu vực để tổ chức như tại Ni Viện Tịnh Nghiêm, văn phòng phân ban ni giới, tại tổ đình Vĩnh Tràng và điểm tọa đàm cũng như là lưu trú của quý vị giáo phẩm là khách sạn Mekong Mỹ Tho thì mình trang trí theo ý mình. Cái này cố gắng làm thật hoành tráng để mình tiếp đón 50 tỉnh thành trở về đây để dự đại lễ. Thì trong đại lễ này thì cũng có Trung ương Giáo hội văn phòng 1, văn phòng 2, có các vị giáo phẩm trong các ban ngành viện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam về tham dự. Mong rằng cái buổi lễ này sẽ được diễn ra theo như cái sự mong muốn của mình. Thì bên phía ban tổ chức cố gắng tránh tối đa những cái việc sơ suất để làm vui lòng các cái đoàn đại biểu đến với tỉnh nhà. Với một cái tâm niệm tri ân đối với hội đồng trị sự, trong cái lễ tưởng niệm này thì thấy quý ngài rất là quan tâm và nhiệt tình giúp đỡ. Trong đây phải nói cái vị mà ân cần mà giúp đỡ nhiều nhất là cụ chủ tịch hội đồng trị sự. Rất nhiều lần để gửi gắm đối với hòa thượng trưởng ban trị sự tỉnh nhà là cố gắng giúp đỡ bên ni giới để tổ chức chu toàn. Tất cả quý hòa thượng, kể cả là hòa thượng phó chủ tịch thường trực
tất cả quý hòa thượng, quý thượng tọa, thượng tọa hòa thượng Huệ Thông, thượng tọa Huệ Tịnh Thống rất là quan tâm, rồi phân ban đi giới trung ương, mấy cụ cũng hết lòng để giúp đỡ, rồi trở về tới ban trị sự tỉnh nhà, thì phải nói là ban trị sự tỉnh nhà rất là tâm huyết, giúp đỡ rất là nhiều, kể cả là một sự hy sinh lớn lao của ban trị sự, đặc biệt là giáo hòa thượng trưởng ban trị sự, nó là ngài đã bỏ ra một khoản kinh phí không phải nhỏ để mà chỉnh chu lại tổ đình Vĩnh Tràng cũng như cái khung lễ để cho chúng ta tổ chức được chu đáo. Trước thềm đại lễ, trước hết thì chúng con bao giờ cũng hướng về Đức Phật để được cái ngày đã hộ, Đức Phật đã hộ niệm cho chúng con, tổ ni cũng đã hộ niệm cho chúng con. Chúng con xin kính dâng lời tri ân sâu sắc đối với hội đồng trị sự, ban trị sự tỉnh Tiền Giang, phân ban dưới trung ương cũng như lãnh đạo chính quyền các cấp đã hỗ trợ cho cái buổi lễ này được thành công tốt đẹp. Qua đó thì cũng xin cảm ơn tất cả những vị Phật tử đã thành tâm, đã cúng dường tịnh tài và đóng góp công sức, cũng như đoàn tình nguyện viên của công ty Văn Đức đã hỗ trợ 250 tình nguyện viên để phục vụ cho đại lễ. Quỳ trước đài sen một lần nữa, chúng con kính nguyện Hồng Ân Tam Bảo luôn gia hộ chư tôn giáo phẩm, lãnh đạo giáo hội, trung ương giáo hội, ban trị sự cũng như chư tôn giáo phẩm ni, phân ban ni dưới trung ương luôn được pháp thể kinh an, chúng sinh dị độ, Phật sự duyên thành và luôn luôn hộ niệm cho chúng con trên bước đường phụng hành Phật sự, phục vụ chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.